Thì đang chuyển máy xoay trà hai khúc. Đây đầu tiên cái đầu đổ về đó là chỉnh cho cái máy là cao đặt xuống rồi ha. Này mình đặt ở đây. Đây là giờ điều chỉnh đầu nhiên có lòng quay. Rồi bây giờ để đổ liệu ngoài ý mình á. Thường chỉnh nó thành cho cái máy có khoảng thay. Gì đi hôm nay là 2 phút phút sau khi mà xấy lên màu đẹp qua công đoạn là sao nó không đẹp không sao thì cái máy trộn này nó rất là hại, nó giúp cho sao sản phẩm mình nó dễ sử dụng dễ sao mà. Và đặt lên nhà coi cái cách mà nó đang nằm đầu nó chạy có 2 chiều hết cái thùng để chỉnh lại nhanh chậm tí nó lên chỗ này có vẻ như là không tốt phải chịu em đâu mà xin lỗi cái nhà bởi vì trong cái xưởng cái tà máy nên nó hồn chút. Đây, cái đạo đây là cái này nó đẹp quá. Thay vì mình ngồi mình xào bằng cái tay và cái gì đó thì có nhà máy làm hết. Cái tốc độ này thì nó chưa đạt đâu. Trong công đoạn làm trà nó ra như công đoạn nhà có máy dễ sạc có cái đầu này nó điện nó thuận nó hơi căng cái đầu làm dây thì nó thuận nhiều nhưng mà nó nhanh chậm nó lật cái đứng lên và cách 180 độ lên được bình thường. Đây các bạn tính như này. Quay chiều này. Cắt tỉnh chiều. Còn đây chiều ngược lại cũng được. Điều chỉnh tốc độ nhanh chậm cái biến trở. Nhanh cái nào đó mình nhanh. Nói chế tạo toàn bộ cái mắt hết. Nên chưa là mắt bền. Như là nó an toàn khoảng cực sợ. Đây có cái nắp. Đây có cái nắp. Mình đây là có cái nắp này vô thì mình chủ động đó. Nếu máy chạy hơi chiều nào cũng được xào vị trí nào cũng được như giờ các anh mình đưa đây là không xào bình thường
trường hợp là mình đổ liệu ra mà mình càng mở nắp là mình đổ ra thôi. Rồi mình xin cho nó được hết. Nó rất đẹp.